Đức Mũi xin kính chào quý vị và các bạn một lời chào trân trọng nhất nha. Mình chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và dồi dào sức khỏe các bạn. Bữa nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mình sẽ làm một cái clip là mình đi mò sò. Sò này mình bắt từ ngoài sau mình đem vô cái bãi này mình nuôi cũng được mấy tháng rồi, giờ mình sẽ bắt lên. Mình sẽ làm cái món gì đó ăn cho các bạn xem nha. Mình bắt coi. Lâu lắm rồi. Nắng dữ vậy ta. Nó không có miếng gió thì dính lại gì. Được hai con nữa bạn, ba con hả? Số này nhỏ lại. Cái con nhỏ bạn thả lại đi. Cái nhỏ đạp lúng vô. Chưa hả? Chưa. Bắt vô mà, bắt vào bãi nó vô mà, bắt vào xong đi đem vô mà. Mấy chục con ký. Chút cần thử được mấy chục con ký. Ủa có chết nữa nè. Ủa chết nhiều quá ta. Ủa nãy đi không lấy áo về tay nắng quá. Con thổ mẹ luôn nha các bạn. Sò này có chừng 40 con ký rồi các bạn. Sò bự này nè nha. À sức trời. Ôi ôi trời đất ơi. Ô này nè các bạn. Có con sò huyết nè, cái này sò huyết nha các bạn. Đây có nói các bạn là đây là sò huyết không? Có chứ. Ôi, hết huyết luôn rồi trời. Lựa mấy con bự bự này. Mới đây có nhiều đây. Ngày chiều làm văn đây. Mè. Nè lại biết nè. Làm hành gì đây. Quá trời luôn. Vô rồi. Một màu khao luôn. Nên ký rồi, hơn ký đó. Hơn rồi. Cái 5 ký luôn mới hết mà. Con quá trời nắng à. Trong lấy áo đi. Bắt đi. Trời ơi con sò. Hết biết con này sò này, sò này dữ thiệt chứ. Con này con cò nè, siêu khổng lồ. Hết biết luôn ha. Quá trời con sò như nhân dọp vô ơi, sò huyết nè. Một con này cũng không được bự lắm. Đây nè bạn. Mấy con nhỏ mà. Con nhỏ để đi. Bắt luôn không? Bắt hết đi rồi mình chọn rồi. Gần đây kiềm thao luôn nè các bạn. Ủa cũng có một số chết nữa nha. Ừ. Ủa nhiều lắm, đi đừng đi tầm bậy bạ hồi đạp chứ. Đi vào cái cửa á. Đứng một chỗ một thôi. Mà bắt lần một cũng dễ vậy hết. Dụ xuống dưới sâu á. Ủa sò chết cũng bận quá. Ủa nào có lối nhớ. Nãy đứng một chỗ mà không có đi đâu đâu. Ủa, nó dụ xuống Mỹ sâu nữa mà. Ủa nhiều nó dụ. Hồi nãy đứng ngồi một chỗ mà không á. Trời không có đi đâu luôn á.
Mèo mèo ký 100, 5 ký cũng được lụm. Ôi trời, con này hết biết con này luôn rồi. Cho bạn coi nè. Ôi ôi. Ôi như gà mái vậy trời. Nãy giờ mình mò được như sò đó nè các bạn. Sò bụng lắm ạ. Sò mà thấy gì chứ. Có 5-6 ký luôn. 5-6 ký á. Bây giờ mình mò sò thì mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Rồi một chút nữa mình sẽ làm một cái món gì ăn đó, mình sẽ review cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ đi về nhà sạc cửa nữa, sạch sẽ các bạn ơi. Đi vô đây. Sò mình đi mò về nè các bạn. Bây giờ mình đi rửa nha. Các bạn thấy con nào nó chà bá nái vậy. Làm mạnh lên bữa sợ nó đau cái gì. Hả? Mình xin chào các bạn nha. Nãy mình đã bắt giò xong rồi, bây giờ mình về mình sạc giò sạch kia nè. Rồi thấy không? Đây là mình bắt về mình sạc sạch rồi mình sẽ làm cái món là sò huyết gan me nha các bạn. Ngon. Mình bỏ tỏi vô nha các bạn. Tỏi vô, xấy cho nó vàng lên nè. Thơm. Tỏi để vô cái thơm này ha. Ừ. Để lên cho cả tầm 25 rồi. Đây là me với mình bỏ vô miếng muối, miếng đường, miếng me nha các bạn. Mình đổ vô. Thơm quá, thơm mùi tỏi quá. Nước là bị nhiều quá. Hồi nãy đi cân được mấy ký? 5 ký. 5 ký mình lấy ăn mớ, còn mớ mình đem đi bán nha các bạn. Này chắc cái ký nữa. Bán kiếm tiền. Ký được hồi nãy 165 không? 165 ngàn hồi nãy bán được 800-900 ngàn rồi bạn. Còn mình để mớ mình ăn, mình để mớ để mình làm món sò huyết ăn me review cho các bạn xem. Còn như mình đi bán kiếm tiền thôi. Sò mình xào chín này nha các bạn ơi. Đem xuống thôi. Này muối tiêu chanh nha các bạn, mình nặng vô một miếng tắc. Miếng tiêu chanh mình nặng vô miếng tắc nữa. Chết quất. Đâu vô đâu. Rồi mà các bạn ăn nha. Mình thì mình ăn mù tạt nữa các bạn ơi. Mà các bạn dùng với mình một con sò huyết mà gan me nha các bạn. Sò này hồi đó mình bắt ở ngoài sông nhỏ tí à, nó lớn thôi. Giờ mình đem vô nuôi được tới lớn mình bắt mình bán, mình xài tiêu xài lặt vặt rồi mình ăn một ít nha các bạn. Bán con bự ăn con nhỏ? Không có, mình nói có con bự nữa nè. Ủa vừa ăn hết chứ còn máu không gì đây. Ồ. Để cá vô đã quất cái bạn ơi, bạn chấm vô miếng muối tiêu. Ngon quá. Làm con bự
có chưa chín đi. Khờ móng tay hết trơn, ăn sầu huyết chắc khờ móng tay hết. Có dao không? Còn này chưa hở rồi. Ừ, cái đó mới đã đó. Còn nó mới tịch. Sao sao mà canh canh như vậy mới đã đó. Còn nữa các bạn ơi. Mấy cái này nè mới ngon. Mấy đó mà mấy cái đó là con giọt á mà ăn mới đã. Ngọt chứ lắm. Cái dai nữa. Ăn này văng ngón tay. Khờ ngón tay hết. Ồ. Vô con nữa nha các bạn. Ngon quá. Ngon quá. Rồi mình mời các bạn ăn nha. Trước tiên là nút cái đi ra. Chua chua ngọt ngọt. Làm con nha bạn. Ủa sao mấy con nhỏ này dễ tách nè chú ơi. Nó chín á, bị nó chín. Nha các bạn. Nó chín trước à. Đã nha các bạn. Không có gì mà bằng tươi sống vừa bắt nên ăn liền. Chấm mù tạt. Ngon, mù tạt ngon không? Nồng không? Không. Nhớ mù tạt ngon các bạn. Chào mít mà. Ngọt quá ha. Mà bạn sao quyết nha bạn. Con này nó chú tắt không ra hả? Chả nán con cái này à. Mấy chục ngàn. Ngồi được 20 phút. Kiếm 800 mấy ngàn. Khỏe. Đúng rồi. Đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con này bấu. Hôm qua năm sau mua con giống bỏ vô. Năm nay tao nuôi cũng nuôi. Tươi đó. Các bạn dùng một con sò bự đó nha các bạn. Cho bạn con sò này. Chà bá lưỡi con này chắc có 20-30 con ký nha bạn. Chả ha. Nói không đau không đau không đau. Phê không phê không nè. Còn cảnh bích cái màn hình điện thoại luôn nè. Bạn dùng mình con nha bạn. Hai chú cháu mình xin kết thúc video nha các bạn. Nếu các bạn thấy đoạn video của mình, các bạn yêu thích các bạn cho mình xin một like nha. Và xin một đăng ký và chia sẻ mọi người cùng xem. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những đoạn video tiếp theo. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Còn nữa.